cân tổng thể bà con này nhá, cũng không nhiều lắm đâu, bà con này thì đủ chung thôi, đủ chung đủ ngày công, đủ ngày công kiếm tiền đủ xăng thôi. Hôm sau khả năng mình lại quay lại ở điểm đấy mọi người ạ, mình tìm chưa hết đâu. Đang sau đấy nó khó tìm quá mà cũng muộn, cũng mệt. Đấy nhá, vào chỗ không này. Chuẩn nha anh em nhá. Rồi bây giờ cân này. Được có cân 360 nhá. 1360 nhá. Đây anh em nhìn lại này. Ôi trời, nó ngỏng thế. Khổ. À. Đây, mình nhìn xuống cái này dễ nhìn hơn này. Đấy, 1360 nhá. Đây, mình nhìn hơi trẻ hơn, 1360 này. Rồi, mình cần sẽ cân con to nhất, con bạc bạc này nhá. Rồi, mình sẽ đổ ra đây. Mình sẽ cân con bạc này. Con bạc này nhá. Đó, con này 5 lạng tròn nha anh em. Đúng 5 lạng lạng tròn đấy. Nhìn hơi kéo đấy à. 5 lạng. Ôi trời thế. 5 lạng tròn nhá. Hello mọi người, chào mừng đến với kênh Quỷ Cùng Bình. À, Quỷ Cùng xin cảm ơn mọi người đã tất cả các thời gian qua đã ủng hộ kênh rất nhiều và yêu quý kênh. Hy vọng trong tương lai cũng vậy, và mong rằng là mình sẽ quay được những cảnh đẹp và những pha hấp dẫn cho mọi người cùng xem. Hôm nay mình tiếp tục đi săn lươn khủng nhá. Hôm nay một mình đi thôi. À, thì vùng Đồng Hới mình đi quanh đấy. Thì dậy lại cũng có thì mình lấy qua các huyện khác. Bây giờ ở đâu cũng khó khăn anh em ạ. Thì dân câu nó cũng nhiều mà mọc lên nhiều lắm. Rồi, bây giờ mình tiếp tục đi chinh chiến thôi. Anh em nhớ đón xem hết video nhá. Rồi xin cảm ơn rất nhiều. Nãy giờ 30 phút rồi hơn rồi. Chính cái từng hàng lươn mà khổ quá. Bận hết rồi. Chính được hàng trong này. Con nhãi đây, con nhãi đây mình. Mặc nhãi trước. Bận quá. Nó gõ nha bà. Đây. Hơi xa thôi các bạn. Gõ biêu ấy.
ra ngoài ao. Mỗi cỏ không sợ cỏ với bùn non sợ động. Ao này cũng không to được đâu, đến 3-4 lạng thôi. Nhưng mình tìm thêm một ngách nữa, có vẻ sổ khổ, cho cô vào khổ quá. Cái hàng trong này khô khô này. Trong này. Nhìn không nhìn nữa. Ôi cha, đây không? Cô ấy có anh em ạ, không để anh em ạ. Ôi, không làm tít ở trong kia. Ôi, để nên nó mới vậy là đúng rồi. Ôi, mình không để ý là tí là thì chiến thuật bắt trăm con hơn bỏ sót à? Ôi, mình nên đi thôi, đừng. Ôi, lặp lại cho nó. Khi nào để xong thì tính. Không đi đâu mà vội. Rồi tiếp tục cuộc hành trình đầy gian lan này. Từ khi gặp em lươn đẻ đến giờ chưa tìm thấy hang này. Hang này thì chắc chắn là cũng phải lươn đẻ rồi anh em ạ. Hang to lắm ấy. Đây bây giờ mình không. Ôi, nó cũng xuống kìa. Ao này toàn lươn 5 lạng trở lên thôi anh em ạ. Thấy chưa? Ăn chưa? Đầy chưa? Ôi anh em ơi. Xoay vào đấy. Xoay đấy. Xoay theo nó nha. Không đùa giỡn được đâu nha anh em nha. Wow. Wow, em ơi khổ quá, một mình đây này, chưa em nhìn chưa hàng chưa đấy, đi học gặp em lên đẻ đến giờ đấy. Tôi cũng chưa rồi đấy. Quá wow, luôn này. Sướng. Phê. Đầu nó đến. Con này lươn vàng đấy nhá. Không phải lươn bạc đâu. Mình cho vào đây cầm cho nó an toàn này nhé. Xung quanh đây là ao hồ, nó rơi cãi thì là xong thôi. Lươn này lươn vàng hay không ạ? Rồi đi vào đi. Ui. Sướng quá anh em ơi. Em đầu tiên đi săn lươn khủng nó phải thế. Không câu thôi. Gặp em toàn em sướng.
luôn vất vả. Giá trị của những cuộc đi săn đấy. Rồi đẹp anh em ạ. Đi. Nhưng mà bây giờ nắng quay nó cũng được đẹp đâu anh em nhá. Hàng này. Vai trưởng. Hàng. Sợ là thật. Đây mình chỉ phanh ra thôi. Này, phanh ra thôi chứ không cho tay vào đâu. Uầy. Khiếp. À, tiếp tục nào anh em ơi. Đường con này em mà ngon lành cánh đào mà. Đấy, con đường phía trước kìa. Đấy, đây trong gai đây. Để mình đi tìm được rồi. Đây có cái hàng khá tốt anh em này. Đấy, cũng không ăn đâu. Mẹ giờ ngồi cũng chẳng ăn. Đấy rồi mình cả ngày hôm nay đây. Mỗi anh em này. Buồn thế. Cả ngày vất vả. Mỗi anh em. Đây mình cũng xin tạm dừng video ở đây luôn. Chúc mỗi em này. Đây. Rồi. Mình cũng xin kết thúc video ở đây. Bye bye. Hẹn gặp lại mọi người ở các video sau. Còn một con này về chẳng cân kéo gì. Buồn quá. Nhìn này hôm nay là thất bại. Thôi. Ra mất đấy. Rồi anh em nhé. Mệt lắm rồi. Bây giờ buồn lắm rồi. Bây giờ phải 3 giờ chiều rồi. Ôi. Về luôn. Vất vả quá. Hôm nay cũng chẳng có. Mỗi em đơn đẻ kia thì cũng chẳng câu. Không cố. Được mỗi em này. Tổng hợp 3 ngày. À, tổng hợp 1 ngày chỉ được mấy phút. Anh em ạ. Bây giờ về nhà này. Mình có ghé qua chợ mua thêm ít đồ nữa. Thì nó con lươn này ăn cho nó giải đen luôn. Mấy hôm nay câu toàn được đôi ba con rồi một con. Hôm nay được một con nữa. Buồn quá. Ghé qua chợ vào kiểm cái cân luôn anh em này. Xong tí nữa mình thử cân con này bao nhiêu luôn. Đấy thì rồi sau này gặp đâu mình chuyển đấy luôn. Tại trận luôn. Được con khủng thì mình cân lên luôn anh em nhé. Rồi bây giờ mình thử cái cân con này nhá. Con được hôm nay được con bấy lạng nhá. Nhưng hôm nay mình sẽ không đoán đâu anh em nhá. Để cho nhiều đoán luôn. Khỏe thế. Ủa. Thôi. Thôi. Đấy mình thử cái cân luôn nhá. Ôi dồi ôi. Đấy trời mưa rồi anh em ơi. Trời mưa này là mai đi cộng câu cá lóc là thu hoạch này lớn này anh em ạ. Rồi ok, mình treo cái cân lên luôn nhá. Thử cân luôn này. Đang vạch số 0 này. Cân này là mình tiến tại trận luôn anh em ơi. Đấy xem ạ. 4,5 tròn anh em nhá. Đấy, ngon lành rồi. Lần sau là có cái để chiến thôi. Và con này lươn này mình xa xả ớt nhở. Con thì mua thêm ít ngao hấp này. Với ít tôm nữa. Đấy thì mình ý là mình làm mình chỉ biển món luôn. Mấy hôm nay nặng quá mệt rồi bồi bổ. Thôi anh em đợi mình chỉ biển luôn nhá. Ok. Đây anh em ơi, tôm mình đã hấp rồi đây này. Đây vàng ươm này, ngon chưa? Đấy. Một lúc nữa mà chín nhá. Còn các thứ gia vị ngao hấp thì có dứa này, xả này, ớt quả này, rồi hành, rồi dầu ăn, rồi thịt bột ngọt, hạt tiêu ấy. Anh em hấp thôi. Còn lươn xả ớt thì đây các gia vị mình đã bỏ rồi đây này. Lươn này, to chưa đấy. Thích chưa. Đấy, ớt quả này. Có xả này, nén này. Thì tí gia vị thì có nước mắm, hạt tiêu, với bột ngọt, với tí đường. Đấy, ngon lắm anh em ạ. Còn đây là gia vị mình chuẩn bị sẵn lên này. Thì mình sau này, đây là có hành này, và xả.
Đây thì là mình cho dầu ăn lên là mình ấy thôi, chỉ biến thôi. Rồi bây giờ mình chỉ biến nhá. Đúng quá. Cái món này mình cũng không giỏi lắm đâu anh em nhá, thông cảm nhá. Mình chỉ đi câu lươn câu cá là giỏi thôi. Còn nấu ăn này là vụng lắm. Anh em xem comment ủng hộ mình nhá. Không biết hôm nay ấy xong từ ngày mai là thành công nữa không, chỉ thi công mà 1-2 con này buồn lắm anh em ạ. Khủng thì khủng thật, nhưng mà thực sự phần là do thời tiết lạnh lùng quá. Thì bây giờ hiện tại bây giờ nó tức mưa, sao chiều nay nó bắt đầu có hạt mưa rồi này, mai là đi cộng cả lóc được đấy. Để tí cho nó vàng vàng tí. Đây, cả thành quả của một ngày nữa này. Bây giờ chỉ là sao sao thức thôi. Lần này mình đảo ít thôi anh em nhé, đảo nhiều là mình không thể để cho nó nguyên lướt nữa, cái này nhiều là nát lắm anh em ạ. Cái gì nhìn thấy là mùi thơm rồi đây này. Rồi mình đậy vung lại nhá. Chắc tôm sắp được rồi đấy. Giảm tí lửa lại. Đây, bây giờ mình kiểm tra tôm nhá. Tôm bây giờ hiện tại là bây giờ là được rồi đấy. Rồi tôm như này là được rồi anh em ạ. Mình sẽ bê xuống thôi. Bê xuống xong là mình đặt ngao hấp lên nhá. Rồi. Nóng đấy. Rồi, mình để qua đây. Rồi, bàn nó rung quá. Đấy, bây giờ mình cái nồi này là mình cho lên bếp luôn này. Đấy. Bây giờ đảo nhá, đảo gia vị nhá. Thôi còn đây món này thì sắp được rồi. Sắp được rồi anh em ạ. À. Có vẻ là hơi ít xả sao. Ui. Con này mà cả cân là thì mẹ nhìn cái một khúc lươn của nó là to như nào nhỉ anh em nhỉ?
À, để mình kiếm cái vùng kia mình đẩy. Đây, con tôm là xong rồi đây. Yes. Như này là tí là mình cứ đẩy như này là tí là mình ăn là mình múc ra gắp ra thôi anh em nhá. Đấy, bây giờ như này là được đấy, cắt bụng như này bê xuống như này để thế cho nó nóng. Này con ngao vì lươn thì sắp chín rồi. Đấy, ngao mình lấy ấy mình đậy vung lại. Đấy, lươn như này là được rồi anh em nhá. Nên nhấn chín mà. Cái này nó mới dai ngon lắm anh em ạ. Thôi bây giờ mình chuẩn bị mình gắp cái lươn này ra dĩa thôi. Để đảo ít thôi, lươn nó nát đấy. Rồi. Rồi, dọn ra đây để mình múc ra rồi. Không được Ôi, dùng quá. Cái này tí nữa mình ăn mà mình thấy mình ăn theo nhạc nó quen rồi anh em ạ. Mình, nếu mà không ấy thì bác làm thêm một bát nước chấm rồi nhá. Mắm ớt nữa. Chấm thì tuyệt vời luôn, không mặt trời luôn. Bỏ sót cái tí nào luôn nhá. Rồi. Còn cái này là thôi là xong rồi nhá. Còn mỗi mỗi món ngao nữa thôi. Ok, con dê. Dặn tí lửa lại anh em nhá. Tí là xong. Đấy, trong khi đấy thì mình chuẩn bị bát đũa với các thứ thôi. Thêm gia vị của chấm tôm thì các bác cho ít hạt tiêu rồi mì chín về bột canh thôi. Vì quả chanh nữa là thế là bóc tôm ra là đánh chén thôi. Ok, bây giờ để mình chuẩn bị lại nhá. Ngao nó hạ hốc mồm hết rồi. Rồi, tắt bếp rồi. Rồi, bây giờ mình múc ra ấy thôi. Để đấy mình tôm thì mình gắp ra dĩa thôi. Ôi giời. Đứng gần một cầm nước thì đồ này không đọng tí thôi. Quay hướng về mặt trời hết rồi nha.
dùng đũa không quen, bốc tay nông dân không quen nào. Rồi ngon lành cành đào rồi, ngồi đây nhá, cái mùi tiêu đây sẵn sàng rồi, bây giờ mình cho ra gì ở thôi anh em ạ. À, lên bắp mít rồi mọi người này. Đấy thì món của mình đây thì món này là món mình mua nhá, ngao mình mua. Ở đây thì có món lươn xào xà ớt và cá lóc đông kho này. Đấy thì ôi xin mời cả nhà nhá, dùng bữa cùng với gia đình của mình nhá. Mình cũng không tiện, vì mùa hè mình cũng không tiện quay mặt người vì ở trần mặc quần đùi. Nhá. Rồi, mời cả nhà nhá, ngon quá. Wow. Rồi chắc là từ ngày mai là cầm câu thì được nhiều và đi câu lươn thì được toàn lươn khủng thôi anh em ạ. Rồi hy vọng có bữa hôm nay là tuyệt vời rồi. Wow, tuyệt vời quá anh em ạ. Rồi, xin cảm ơn và hẹn gặp lại ở các video sau.